Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nghiêm túc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo quyết định số 1469 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng tra kiểm tra các địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 và chỉ thị số 10 ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất động viên các địa phương thực hiện tốt và nhắc nhở phê bình các địa phương thực hiện không nghiêm. Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường khi sử dụng vật liệu xây không nung. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao ở các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón theo quyết định số 1696 ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón ký kết hợp đồng xử lý tro, xỉ, thạch cao trong năm 2015, đề xuất giải pháp xử lý các trường hợp không thực hiện đúng hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc xử lý tro, xỉ, thạch cao tại nhà máy hóa chất công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 này.